top 5 mùi hương giá rẻ khoảng tầm trên dưới 1 triệu đồng dành cho các bạn nữ. Và với cái nội dung như thế này, mình đã có một cái video dành cho các bạn nam rồi, nên là các bạn có thể theo dõi đường link ở đâu đó phía trên này. Và nội dung của video ngày hôm nay thì sẽ dành cho những bạn nữ nào không muốn bỏ quá nhiều tiền cho nước hoa, hay đặc biệt là những bạn học sinh, sinh viên khi mà kinh tế chưa quá nhiều nên vẫn muốn cho mình một cái mùi hương, thì đây là video dành cho các bạn. Và chúng ta cùng nhau bắt đầu tìm hiểu đó là 5 cái tên nào nhé. Trước khi vào cái tên đầu tiên, mình muốn chia sẻ là đây là 5 chai nước hoa đến từ thương hiệu không quá là nổi tiếng, nên là các bạn sẽ nghe khá là lạ và sẽ có những câu hỏi là liệu chất lượng nó có tốt không. Thì mình xin chia sẻ là nước hoa cho nữ ấy, thường là nó sẽ có phân khúc giá nó cao hơn nước hoa cho nam, đặc biệt là những cái sản phẩm đến từ Gucci hay là Chanel, Dior, vân vân. Nhưng mà mình đảm bảo các bạn là những chai nước hoa ở đây thì nó có mùi khá là ngon ở trong tầm giá, và cái việc các bạn có thể tìm kiếm trên thị trường Việt Nam cũng khá là dễ. Ở đây có vài chai bán trên Shopee luôn, cụ thể là gì thì tí nữa mình sẽ nêu tên. Và chúng ta cùng quay lại ở vị trí số 5, đó là Ariana Grande Cloud, một chai nước hoa mình đã có video review rồi và nó sẽ hiện ở đâu đó trên này, mình đã nói rất cụ thể. Và ở trong cái video này thì mình sẽ chỉ nhắc qua một chút thôi. Nhiều người nói là chai nước hoa này nó giống với chai nước hoa Baccarat 540 của MFK, nhưng mà mình cũng không thấy vậy. Chai nước hoa này thì nó không có cái độ ngọt sang chảnh như là 540 của MFK, mà nó mở đầu với một cái vị ngọt béo ngậy đến từ dừa, chứ không phải là cái kiểu kẹo đường cháy như là 540. Và cái vai kẹo đường cháy giống ở 540 nó chỉ thoảng nhẹ ở phía sau thôi, và cái mùi mà các bạn ngửi rõ đó là mùi ngọt béo và ngậy đến từ dừa. Thì chính cái nét này làm cho cái chai nước hoa này có phần trẻ trung hơn. Độ bám tỏa chai nước hoa này thì nó cũng không khủng khiếp như là Baccarat 540. Khi mà trên da mình thì chai nước hoa này được tầm 5 đến 6 tiếng trong khoảng tầm đó. Đây là cái thành thật với nhau luôn là như vậy. Nhưng mà cái lý do mà mình cho chai nước hoa này vào top 5 mùi hương giá rẻ, thứ nhất là ngoài một cái thương hiệu đến từ một cái select rất là nổi tiếng, đó chính là Ariana Grande, thì chai nước hoa này nó có một cái điểm nữa là chai nước hoa nhìn rất là đẹp. Các bạn có thể nhìn thấy là nó có thiết kế vô cùng xinh xắn. Đó, cái này mà dành cho các bạn học sinh, sinh viên mà các bạn bày thì rất là xinh, chụp ảnh nhất cũng rất là ổn. Về độ tuổi của chai nước hoa này thì mình nghĩ là nó khoảng tầm từ 16 cho đến 22, 23 tuổi. Tóm lại là các bạn đang đi học cấp 3 hoặc là đang đi học ở đại học thì sử dụng mùi hương này. Và như mình nói là nó có một cái nét kiểu hơi giống với Baccarat 540, nên là nó sẽ có một cái mùi mang lại một cái sự sang chảnh, nhưng mà nó không thể nào sang chảnh như 540, nó là những cái quý cô rất là lộng lẫy rồi. Thì ở đây nó làm mình liên tưởng tới những cái bạn nữ mà sử dụng những cái mùi hương này ở cái gia đình kiểu có điều kiện, học những cái trường quốc tế, kể cả gia đình đến chính các bạn sử dụng cái mùi hương này cũng khá là cởi mở về cái việc là chăm sóc bản thân, chứ không phải là ở đa số Việt Nam thì đấy là các phụ huynh thì vẫn bắt các con là chỉ có học và không được quan tâm đến những thứ khác như là kiểu tình yêu, như là kiểu làm đẹp. Thì đây là một cái mùi hương mà mỗi khi mình ngửi thấy thì mình thấy rằng là nó rất giống những cái cô tiểu thư còn đang độ tuổi kiểu đi học đấy. Với tất cả những cái điều trên thì chai nước hoa này có thể sử dụng để cho các bạn đi học này, rồi đi chơi nhẹ nhàng, kiểu các bạn nam nữ tìm hiểu nhau đến những cái quán cà phê trà sữa ngồi, thì mùi hương này rất là ok nha. Đó, nên là các bạn có thể tham khảo mùi hương này để sử dụng hoặc là mua tặng làm quà được, rất là ổn. Ở vị trí số 4 đó là một sản phẩm đến từ nhà Lavvan, đó là Elclass. Ở đây mình không biết đọc lắm, mình sẽ để tên ở phía dưới nha. Và các sản phẩm đến nhà Lavvan chắc là các bạn sẽ ít nhiều biết tới, chứ không như là những cái sản phẩm còn lại đây, thì những sản phẩm đây thì đều là những cái sản phẩm nổi tiếng lắm, nên là đây là một cái sản phẩm chắc là có thương hiệu một xíu. Và nếu như ở cái phân khúc tầm gần 2 triệu đồng thì chúng ta có sản phẩm là Dolce & Gabbana Lime Blue Intense của nữ, là một chai nước hoa được rất nhiều chị em lựa chọn làm như là chai nước hoa quốc dân, sử dụng được vào 4 mùa xuân hạ thu đông và rất nhiều dịp khác nhau, với một cái độ bám quả cũng khá là ok. Thì ở cái phân khúc tầm 1 triệu đồng này thì đây là một sản phẩm mà mình đánh giá là nó xứng đáng được sánh với Lime Blue ở cái phân khúc cao hơn, hay là đơn giản là cái mùi hương của Nautica Voyage ở cái phân khúc giá rẻ cho các anh em. Một cái mùi hương mà mình đánh giá là có thể sử dụng rất là đa dụng, và đặc biệt là nhiều dịp khác nhau, một cái mùi rất là nịnh mũi. Mở đầu bằng một cái tông mùi khá là tươi mát đến từ chanh. Chanh ở đây thì được làm hơi chua và kết hợp cùng với cái mùi của lá trà. Lá trà thì nó hơi xanh và hơi chát nhẹ một chút cùng với hoa mộc mở đầu. Nó làm mình liên tưởng tới
những cái trái đào xanh ấy, không phải là những cái quả đào to đùng đâu, mà những cái trái đào nó chỉ bé từng ngày thôi. Và những cái quả đấy thì người ta hái không kỹ nên là nó hơi bị xanh, khi mà cắn vào các bạn nhận thấy nó có mùi hơi chát một chút, nhưng mà nó vẫn có một cái mùi ngọt đến từ đào và cái vị hơi kiểu giòn giòn ấy. Thì ở trên hoa này cốc nốt là như vậy. Và cái mùi hương đào xanh này nó sẽ dịu xuống sau khoảng tầm 15 phút và các bạn sẽ nhận thấy hoa xuất hiện. Nó làm cho cái mùi hương trở nên mềm mại hơn và có phần nữ tính. Và ở cái những cái nốt hương cuối cùng của trên hoa này thì họ có ghi khá là nhiều nốt như là xạ hương, như là hổ phách, như là gỗ tuyết tùng, nhưng mà mình thấy là gần như là nó chỉ gọi là chợ ở phía sau thôi và nó lên không rõ rệt lắm. Tổng hòa thì đây là một cái mùi hương kiểu hoa fruity rất là dễ chịu và nịnh mũi. Mùi hương thì đơn giản và các bạn biết rồi đấy, như mình nói là những cái mùi hương đơn giản thì nó sẽ sử dụng được đa dụng này nhiều dịp khác nhau, nhưng mà nó sẽ đi kèm với việc là mùi hương nó có phần hơi nhàm chán. Về độ bám quả của lavanda này nó cũng chỉ lưu khoảng tầm 6 đến tầm 7 tiếng ở trên da thôi, không phải gọi là quá là khủng khiếp. Nhưng mà các bạn yên tâm là khi các bạn xịt ra thì mùi hương nó không phải là skin scent đâu, mà nó cứ bền bỉ tầm nửa cánh tay đổ lại là các bạn có thể ngửi thấy, kể cả tầm 3 đến 4 tiếng sau khi xịt thì vẫn có thể ngửi thấy cái mùi hương của chai hoa này. Có một cái điều mà mình muốn nói thêm đó chính là chai hoa này mặc dù được ra mắt vào năm 2011, cũng mới chỉ có 10 năm thôi, nhưng mà cái thời điểm ra mắt của nó thì mình đánh giá rằng là cái mùi hương nó không được gọi là kiểu quá là hiện đại, nó không gọi là mới trong cái thời điểm mà nó ra mắt. Và các bạn sẽ thấy rằng là nó có những cái nét giống với những chai nước hoa cùng thời điểm, kiểu bắt chen vào thời đó thôi, như kiểu Chanel hay là những cái chai nước hoa cùng cái phân khúc của Chanel đấy. Và nó sẽ, bạn sẽ nhận thấy những cái nét tương đồng như ở chai nước hoa này. Nhưng đến thời điểm hiện tại thì chai nước hoa này nó có thể là nó hơi cũ một chút, nhưng mà nó không phải là kiểu cổ điển, cái kiểu vintage kiểu già đâu. Nó lại là tầm từ 20 là có thể sử dụng rất là ok. Ở vị trí số 3 nó là một chai nước hoa đến từ một celeb cũng khá nổi tiếng, đó là Sarah Jessica Parker, đó chính là Star. Đây, một chai hoa nhìn trông kiểu giống một cái lọ thuốc độc ấy nhỉ, của mấy bà phù thủy ấy. Trông rất là hay ho nhá. Và cái mùi hương này thì phải nói là đây là một chai hoa rất hay. Chai hoa này nó chứng minh một điều là nhỏ nhưng mà có võ, với một cái giá rất là rẻ. Theo như mình biết là khoảng tầm 600-700 nghìn thì đó các bạn có thể mua được chai hoa này, nhưng mà mùi hương của nó thì xứng đáng với những chai hoa tầm 3-4 triệu. Đây là cái điều mà được rất nhiều những người chơi trong thế giới nước hoa công nhận, một cái mùi hương vô cùng tốt. Nếu như không tin thì các bạn search tên chai hoa này lên YouTube hay là lên những cái forum nước ngoài ấy, thì họ khen ngợi cái mùi hương này rất rất nhiều. Thường thì những cái mùi hương này cho nữ sẽ là những cái tông mùi tươi mát hay là ngọt ngào, đặc biệt là những chai nước hoa giá rẻ thì phải là một tông mùi thật là nịnh mũi thì mới bán được, đúng không? Nhưng mà đây thì là hoàn toàn khác. Khi các bạn xịt ra, các bạn thấy một cái mùi khá nồng nàn đến từ tiêu và khá là kiểu cứng cáp đến từ gỗ. Ngay đến đây thôi, mình tin là nhiều bạn sẽ kiểu tua nhanh qua chai hoa này. Nhưng mà nếu như bạn vẫn còn đang xem, thì mình nghĩ rằng là bạn sẽ là một người rất là đặc biệt. Đây là một cái mùi hương không dành cho số đông, không hề nịnh mũi. Và mình tin là ai vẫn đang xem đến đoạn này thì chắc chắn là các bạn đang tìm kiếm một cái mùi hương mà thể hiện được cái cá tính, được cái chất riêng của bạn. Tuy với cái mở đầu khá là mạnh mẽ như mình vừa nêu ở trên, nhưng mà sau này thì cái vai của gỗ đàn hương nó sẽ xuất hiện, cái nét béo béo ngậy ngậy nó làm cho cái mùi hương trở nên mượt mà hơn, và có lẽ là với mình thì nó có phần hơi kiểu nữ tính một chút. Nhưng mà thực ra chai hoa này cũng có thể dành được cho nam, nhưng mà mình thấy là nếu như bạn nữ nào sử dụng thì nó sẽ hợp hơn. Bạn nữ kiểu cá tính ấy, kiểu fashionista hay là những kiểu underground, những cái xu hướng, những cái trend mà nó rất là độc lạ, như kiểu là thời gian gần đây mình thấy là kiểu những cái rapper bắt đầu nổi lên ấy. Ngày xưa thì không được công nhận lắm, kể cả hip hop những cái thứ cũng không được quá là mọi người công nhận, nhưng mà thời gian gần đây thì bắt đầu được mọi người công nhận, thì đó là những cái lối đi riêng của những bạn trẻ. Thì đây cũng là một cái mùi hương như vậy, không dành cho tất cả mọi người. Và những bạn nữ nào mà xịt cái mùi hương này ấy, thì mình nghĩ là những cái bạn nữ đó cũng phải là vô cùng cá tính, thoải mái thể hiện cảm xúc mà không còn quan tâm đến những người xung quanh như nào. Các bạn có thể cười phá lên khi mà các bạn gặp một chuyện gì đó vui, hay là các bạn có thể kiểu buồn rầu ủ rũ khi mà gặp chuyện gì đó buồn, hoặc là nó giống như kiểu là các bạn nhìn thấy một cái sự việc tất cả mọi người đều rất là chán, rất là nản, nhưng mà có những người thì họ biết rằng là họ cũng không thể nào thay đổi được, nhưng là họ tìm cách nó khác hơn, họ có vẻ thờ ơ, họ có vẻ kiểu đếch thèm quan tâm, tại vì nó có làm gì xem nữa nó không thể làm nào thay đổi được. Và em này thì nó mang đến một cái nét khá là buồn, tối và thực sự rất là khó tả.
Nên là nếu như có dịp thì những bạn nữ nào mà quan tâm đến một cái mùi hương nó cá tính mạnh này, nó cũng hơi kiểu lạ, hơi kiểu dị một tí, nhưng mà vẫn là một cái tông mùi về sau nó vẫn rất là ngon ấy, nó vẫn cái nét béo béo ngậy ngậy mà trên cái nền gỗ khá là cứng cáp, thì đây là một cái mùi hương các bạn. Về độ lưu hương của chai nước hoa stress này thì nó lưu ở trên da mình khoảng tầm 10 tiếng, trên 10 tiếng khá là ok. Nhưng mà về độ tỏa hương nhá thì nó lại kiểu chỉ tầm nửa cánh tay thôi. Đấy, đấy là một cái điều mình thấy là nó khá là hợp lý với một cái mùi hương như này. Có thể lưu hương tốt để cái phục vụ cái việc là mình muốn các bạn có thể ngửi bản thân, ngửi đến mùi hương. Nhưng mà về độ tỏa hương thì cũng không muốn là kiểu tỏ ra là quá là nổi bật giữa đám đông. Nên là với cái mùi hương này, một lựa chọn rất là hay cho những bạn nào mà tìm những cái mùi nó đặc biệt, nó thể hiện được cái cá tính kiểu signature scent ấy. Và độ tuổi chai hoa này thì mình nghĩ là chắc cũng phải tầm từ 21 cho đến 22 tuổi trở lên thì các bạn có thể sử dụng là hợp lý nhất. Tiếp tới ở vị trí số 2 đó là một sản phẩm đến từ Nhật, đó chính là Body Spray Solayer Fresh Spray. Nếu như bạn nào mà đã xem cái video mình xem cái live stream của mình trên cái kênh YouTube trước, mình có ngồi unbox với cái sản phẩm của nhà Solayer này, thì các bạn thấy là mình có nhận được một cái hộp rất là nhiều, một chai 100ml, mấy chai 10ml, và đây mình có full 6 mùi của dòng này luôn. Và cái thương hiệu Solayer này họ hướng tới cái nước hoa đúng cái tiêu chí của người Nhật, đó là tối giản và cơ bản nhất. Mà nếu như bạn nào đã quan tâm thì chắc là sắp tới thì mình sẽ làm hẳn cái video riêng để giới thiệu một cái thương hiệu. Mình nghĩ rằng là có lẽ là mùi hương của họ thì rất là phù hợp với cái gọi là cái tiêu chí người Việt Nam, đặc biệt là những cái bạn mà không muốn những cái mùi hương nó quá nồng nàn và nó hướng tới những cái mùi kiểu đơn giản các bạn có thể sử dụng được hàng ngày và nhiều dịp khác nhau. Mà giới thiệu các bạn thì chai nước hoa này nó có giá khoảng tầm 800-900 nghìn gì đó cho 100ml, giá đang sale, thì cái đường link thì mình cũng sẽ để ở phía dưới cho các bạn. Và các bạn thấy là chai nó có một thiết kế rất là hay nhá, đơn giản, vô cùng tối giản luôn, một chai thủy tinh. Cái nắp này thì làm rất là chắc chắn, và cái phần nắp này, tiếp giác này được làm rất là chắc chắn này, và cái phần nắp này thì có cái nắp nam châm hút nhá, vô cùng xịn sò. Mình kiểu bày lên trong tủ trang điểm thì cũng chẳng biết là đâu là kiểu mỹ phẩm skin care các chị em, đâu là nước hoa luôn. Đây cũng chẳng phải nước hoa, đây là body spray mà. Và khi các bạn mới xịt chai nước hoa ra thì các bạn nhận thấy đúng một cái mùi lê như cái tên của nó, một cái mùi lê vô cùng là dễ chịu và nó mang tới một cái cảm giác rất là gần gũi. Thì mình ngửi cái mùi lê ở đây nó rất là tươi, và về sau thì nó sẽ cái vị tươi nó sẽ dịu xuống, và các bạn thấy là nó kết hợp thêm một chút xạ, nó giống kiểu là cái mùi kiểu các bạn nữ mà kiểu đi gội đầu ngoài hàng về, hay là kiểu người yêu mình đi gội đầu về ở ngoài hàng về, thì mình thấy là chả hiểu sao đi gội ở ngoài hàng rất là lâu mà đã dùng một nước xả ăn dầu đầu gì hay là cái dầu xả gì mà nó thơm vãi chưởng, mà cái mùi ở đây thì nó rất là mang tới một cái giác rất là thế. Mình các bạn kiểu ui em gội cái gì ấy mà thơm ấy, kiểu một cái mùi nó rất là dễ chịu và nó mang tới một cảm giác gần gũi. Thì đây chai hoa này nó đúng là như vậy. Nếu như bạn nào mà thích những cái mùi mà kiểu vừa ở trong cái hàng kiểu gội sấy ra ấy, mà ở trong đó dùng những cái loại dầu xả hay là dầu gội nó xịn xịn một tí, thì đây chai hoa này nó mang tới đúng một cái cảm giác như vậy, mùi hương của em nó đúng một cảm giác như vậy. Về cái độ bám tỏa của sản phẩm này thì đây là cái loại body spray nên là nó sẽ không được tỏa hương tốt, và nó cũng chỉ một cái mùi hương nhẹ nhàng kiểu một cái làn xương quanh quẩn ở trên da bạn. Và cái mùi này thì nó lưu ở tầm trên da mình tầm 6 tiếng. Mình nghĩ là trên da những bạn nữ mà kiểu chăm skin care một tí thì chắc là sẽ được lâu hơn, là các bạn xịt lên quần áo thì nó sẽ lâu hơn. Mùi hương này nó sẽ dành cho những bạn nữ kiểu không thích những cái mùi hương nó quá nồng nàn, hay là kiểu những cái mùi nước hoa. Mình thấy là có những người nhá không thích dùng nước hoa đâu, cũng như kiểu là có một số ít các chị em phụ nữ kiểu trang điểm rất là kiểu đơn giản thôi, chỉ đánh son đơn giản thế thôi, rồi kẻ ít mắt hết, chứ không phải kiểu đánh phấn ngồi nửa tiếng đồng hồ trước bàn trang điểm. Thì đây là một cái mùi hương dành cho những các bạn nữ thích cái sự đơn giản kiểu nhanh để còn đi gặp anh người yêu ấy, hay là kiểu mình xinh sẵn rồi mình chắc điều làm gì đấy. Thì đây là một cái mùi hương như vậy. Và cuối cùng ở vị trí số 1 là một chai nước hoa mình tìm kiếm được ở trên Shopee. Thực ra là do đàn em mình nó cho mình gửi và mình thích quá, mình bảo ui chắc chắn rồi, chai nước hoa này phải có ở trong top 5 mùi hương dành cho những bạn nữ ở cái phân khúc giá siêu rẻ.
Shopee trên hoa này là giá tầm 5 hay là 600 nghìn thôi. Chai ở đây là chai 50ml. Đó chính là Risto Tulip and Japanese Juju ở trong nằm trong bộ Amsterdam Collection. Và các bạn thấy là nó có một thiết kế rất là đơn giản nhưng mà lại rất là đẹp. Ở cái phần thân chai này thì nó được mạ một kiểu tráng một cái lớp men vậy, và lấy cảm hứng từ châu Á nên là chai hoa này sẽ có những cái họa tiết, những cái chạm trổ rất là tiêu đơn giản thôi, vỏ vẽ lên đây hình con chim và vài bông hoa, nhìn đúng kiểu châu Á luôn. Và cái phần nắp chai đến những cái phần vòi xịt này thì cũng rất là kiểu đơn giản ấy. Uầy, mùi của nó vẫn đỉnh. Mình đã thử thêm một chai ở trong bộ sưu tập này, đó là một chai màu đỏ, thì nó có mùi roi các bạn, mùi một quả roi. Ui, các bạn có nghĩ rằng là nước hoa có mùi quả roi không? Một cái mùi quả roi rất là giòn thì ui, đúng mùi này luôn. Mình kiểu rất là bất ngờ với những cái sản phẩm của nhà Risto này. Và giới thiệu các bạn, đây là body mist nha. Tức là các bạn xịt thoải mái, không phải như nước hoa đâu mà sợ nồng, sợ gắt, sợ khó chịu. Về cái phần mùi hương của em nó thì theo ý chú nó có mùi của quả yuzu rồi mùi của hoa tulip, nhưng mà chả hiểu sao khi mà mình xịt ra mùi mình liên tưởng tới lại là mùi của một trái đào. Nó khá là giống với chai lavanh ở trên mình vừa review, nhưng mà ở đây thì nó không xanh và không chát bằng, mà đây là một cái mùi kiểu quả đào chín mà mình chỉ cần đưa qua mũi mình ngửi thôi. Và cái nét ở đây thì mình thấy là cũng có cái nét xanh, nhưng mà kiểu xanh khi mà mình vò những cái lá tulip ra vậy, và vò những cái bông hoa tulip ra, vò nát ra, thì những cái lá á đấy nó sẽ chảy ra cái nước và nó sẽ có một cái nét xanh kiểu đến từ bông hoa. Và các bạn thấy là những cái bông hoa ở đây có cảm giác những bông hoa nó rất là, những cánh hoa nó rất là dày ấy. Rồi, và về sau ấy thì mùi hương này nó có xuất hiện một cái nét nữa, đó là cái mùi của gỗ đàn hương, cái gỗ kiểu cái mùi gỗ đàn hương cùng với tiêu, nó làm cho cái mùi hương trở nên kiểu hơi béo béo ngầy ngậy một tí. Của mình thấy kiểu bất ngờ vãi khi mà mình xịt trên hoa này, và mình kiểu cứ khen lấy khen để nhà cô em mình. Cái nét tiêu ở đây thì không phải là cái nét tiêu kiểu sắc để có thể làm bạn khó chịu, mà đây như kiểu những cái bột tiêu mà các bạn rải lên ấy. Đấy, đúng cái cảm giác như vậy. Và nó làm cho cái mùi hương trở nên dày dặn hơn, và nó khiến cái chai nước hoa này, mùi hương này bám tỏa được tốt hơn. Mùi hương này thì nó lưu ở trên da mình khoảng tầm cũng tầm 6 đến 7 tiếng, rất là ok. Và phơi mất cái chai màu đỏ trong bộ này nhá, nó còn bám lâu hơn. Mình kiểu ưng vãi chưởng, ưng cái line này thực sự luôn ấy. À, còn về độ tỏa hương thì mùi này chỉ là mùi skin scent thôi, nó chỉ cầm được những tay đổ lại thôi. Và các bạn nữ chắc là mình nghĩ là với một cái mùi hương như này thì các bạn có thể xịt thoải mái lên quần, lên áo, cả lên tóc cũng được. Và độ tuổi chắc là tầm từ 16 trở đi là các bạn có thể xịt được rồi. Và cái mùi hương này thì mình nghĩ là các bạn có thể xịt đi hẹn hò này, vào những ngày trời kiểu hơi buổi tối đi hẹn hò, buổi tối trời hơi mát cũng được, gọi là đi xem phim ấy mà các bạn ngồi kiểu ghế squid box ấy với nhau ấy, mà anh kia mà người thấy thì đỉnh luôn, mê luôn. Đây là một mùi hương mình nghĩ là rất là khó để có thể đụng hàng được với những cái mùi hương khác ở cùng phân khúc, thậm chí là những cái chai nước hoa mà mình đã từng thử qua của nữ ở cái phân khúc tầm 2 triệu đồng cho đến 3 triệu, nó cũng không có một cái mùi hương độc lạ như này đâu. Và rồi đó là năm cái tên cũng như là cái review nhanh của mình về những cái mùi hương giá rẻ dành cho các chị em phụ nữ trong tầm khoảng trên dưới 1 triệu một xíu, đều là những cái mùi hương mình đánh giá là rất là ngon. Các bạn nên mua những cái mùi hương nào mình đã nói là nên mua thì hãy nên mua, tại vì nó rất là ngon đấy, thực sự là như vậy. Và không biết là các bạn nào đã sử dụng những chai nước hoa này thì hãy bình luận ở phía dưới. Đừng quên việc like, share cũng như là chia sẻ kênh YouTube của mình để nhiều người biết tới hơn, và ấn vào nút chuông để có thể nhận được những cái video mới nhất ngay khi lên sóng nha. Còn bây giờ xin chào em lại. Bye bye.